Chào mừng các bạn đến với môn giáo dục thể chất lớp 2 tuần 7 với chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Ngày hôm nay thầy rất vui được đồng hành hướng dẫn các bạn hai động tác mới của bài đi theo hướng thẳng với động tác số 4 đi bằng gót chân theo hướng thẳng và động tác số 5 đi bước dồn ngang theo hướng thẳng. Nào, chúng ta hãy bắt đầu vào bài tập nào. Mục tiêu bài học ngày hôm nay: học sinh biết và thực hiện được các động tác đi theo hướng thẳng, hình thành thói quen tập luyện thường xuyên, biết vận dụng vào trong tập luyện và sinh hoạt. Yêu cầu bài học: học sinh cần chuẩn bị trang phục thể thao thoải mái gọn gàng, chỗ tập luyện sạch sẽ đảm bảo an toàn, có ý thức tự giác, kỷ luật trong tập luyện. Bài học của chúng ta gồm 4 hoạt động chính. Hoạt động 1, khởi động. 2, hình thành kiến thức. 3, luyện tập. Và cuối cùng là vận dụng. Nào, chúng ta bắt đầu vào bài tập nhé. Chúng ta bắt đầu đi vào hai động tác mới tiếp theo của bài đi theo hướng thẳng. Động tác thứ tư, đi bằng gót chân theo hướng thẳng. Ở động tác này, các bạn đứng tư thế chuẩn bị chân trước, chân sau, hai tay chống hông. Động tác, bắt đầu từ vạch xuất phát, các bạn thực hiện nhấc mũi chân lên và đi bằng gót chân giữa hai vạch giới hạn hướng đến đích. Lưu ý, đầu và thân luôn thẳng, mắt nhìn về phía trước. Ở động tác này, các bạn thường gặp những lỗi sau: tư thế gò bó không tự nhiên, đi không thẳng hướng với hướng đi và không giữ được thăng bằng trong quá trình đi. Để khắc phục được lỗi này, các bạn có thể thực hiện bằng cách luôn giữ tư thế ngay ngắn, mắt nhìn về phía trước với khoảng cách phù hợp và luôn tự tin nhé. Để thực hiện một cách tự nhiên nhất có thể, các bạn hãy thực hiện động tác này từ 3 đến 4 lần sau mỗi buổi tập. Chúc các bạn thành công nhé! Chúng ta chuyển qua động tác số 5, đi bước dồn ngang theo hướng thẳng. Ở tư thế chuẩn bị, các bạn đứng thẳng, hai tay chống hông, vai trái hướng vạch xuất phát. Động tác, từ vạch xuất phát, các bạn thực hiện bước chân trái sang ngang, sau đó thu chân phải về sát chân trái. Cứ thế thực hiện đi giữa hai vạch giới hạn thẳng hướng tới đích. Lưu ý, mặt luôn hướng về đích. Ở động tác này, các bạn thường gặp những lỗi sau: tư thế gò bó không tự nhiên, gối quỵ, lưng gù, đi không thẳng hướng với hướng đi. Để khắc phục những lỗi này, các bạn cần lưu ý đến tư thế của đầu và thân luôn ngay ngắn và chú ý mặt luôn hướng về đích. Và bây giờ chúng ta thực hiện ôn hoàn thiện 5 động tác đi theo hướng thẳng đã học nào. Dựa vào những kiến thức đã được học, bây giờ chúng ta đi vào phần vận dụng nào. Theo các bạn, hình nào thể hiện động tác đi bằng gót chân theo hướng thẳng? À, bạn nào có lựa chọn hình số 3 là chính xác rồi đấy. Chúc mừng các bạn nhé!
Thầy đố các bạn, học tốt bài này, các bạn có thể vận dụng khi nào nào? Chúng ta để ý một chút thì hoạt động này chúng ta vẫn làm thường xuyên đấy. Đó là chúng ta xếp hàng ngay ngắn khi ra vào trường, lớp. Hoặc khi chúng ta tham gia giao thông, nhớ đi đúng phần đường dành cho người đi bộ nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Hãy tập luyện thường xuyên 30 phút mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và nhớ thực hiện đúng quy tắc 5K. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.